Vâng, trận thi đấu tiếp theo có IA và có Roman. Còn ở bên kia thì không biết có những cái gì, nhưng mà đang bị thua 1-0 rồi. Bên kia cũng có một IA mà không biết là còn lại cái gì. Và cái tên dài dài Maxe hoặc Babylon Summer gì đó, đại loại của nó là như vậy. Nhưng một vâng một IA và một Roman cũng là được rồi. Hai chém tuyển. IA có khả năng xoay cung R. À xin lỗi các bạn, là xoay cung A thế thôi. Vâng, như vậy là quả phụ luôn dành cho game thủ Chipboy rồi. Chipboy bài hôm nay không phải là vớ vẩn, nhưng cái cách thi đấu của Chipboy ngày hôm nay là hơi có vấn đề. Bây giờ thì một đôi voi nữa. Vâng, ba con voi một bầy hươu, như vậy đồ đã đủ rồi. Bài này mà không kích chín được thì cứ liệu hồn. Vâng, không kích chín được thì vâng, ngày hôm sau thì Gunny đừng hòng mà đánh cặp nữa. Vâng, Gunny cứ nhìn thấy bài này mà không kích chín được thì đừng hòng mà đánh cặp với Gunny nữa. Vậy kiểu gì xem lại clip, Gunny cũng siêng xem lại clip lắm. Vâng, 21 trên 24 ở tham này hôm nay đến từ game thủ Chipboy. Bây giờ để cắt nông dân lên ăn vâng bầy hươu ở phía trên này, quả phụ ở phía dưới kia thì cũng đang được khai thác dở rồi. Màn hình máy game thủ Gunny 21 trên 24. Vâng, Roman 22. Bài này không chín nữa rồi. Liều tiểu. Quá liều tiểu. Một pha ép đời đúng không à. Vâng, cái này là top 2. Vâng, ngày hôm nay thì Chipboy đã biến thành top 2 rồi. Vâng, pha ép đời. Không hiểu nổi Roman. Ba voi ngay ở phút thứ hai tìm thấy cộng với bãi quả phụ cũng chỉ là phút thứ hai thôi. Vẫn sang 10.
Vâng, như vậy là gặp ngay game thủ Quýt đây rồi. Quýt vẫn chưa có VS ăn vàng ở đây. Vâng, chỉ là một cái VS tạm thời những thời điểm trước thôi. Bây giờ thì dùng nó để khai thác vàng luôn. Nhưng con ngựa giò của Quýt ít nhất đã có cái giáp cực kỳ lì. Còn giò cái thủ chip boy thì mới có cái công. Không hiểu thi đấu cái kiểu gì. Vâng, Roman. Giờ tham tụt xuống còn 1x. Tù tội. Kinh khủng khiếp. Và anh bánh thủ Gunny tham lai 25. Vâng, đánh chém khung nhà và đánh chém. Một bài mới kích đời đến từ thủ Gunny thôi chứ chưa nhiều. Nhưng cơ bản cũng không được nhà. Đó, chip boy tham lai tụt xuống còn 18 trong tuần này. Đóng P. Ôm rất nhiều gỗ, chả hiểu ôm gỗ làm cái gì. Vâng, liên tiếp đẻ quẩy đẩy lên nhưng chưa hiệu quả trong những turn đi quẩy, vẫn chưa hiệu quả. Vâng, Gunny bây giờ bị công tất tật lên một tơn. Vâng, cả tê, cả giò, cả phủ. Và tơn này thì Gunny bung là cái chắc. Vâng, đã có bánh xe đến từ game thủ Gunny rồi. Nhưng tơn này là một tơn mà game thủ... Như vậy là chưa, chưa có bánh xe đến từ game thủ Gunny. Vâng, bắt đầu có rồi. Vâng, tập trung vào thủ nhà tơn này. Kéo hết nông dân rồi mà thủ thôi. Không thể hiểu nổi. Vâng, có phải được e trong tuần này không? Chúng ta cùng xem. Kiểu gì cũng nổ thôi. Đây, kéo rất nhiều dân ra. Không nổ cái trước thì nổ cái sau. Nào. Vâng, có phải e vào bịt vào thì thôi. Bắt được một lạc đà này thì đỡ được tuần này. Không bắt được thì oẳng. Oẳng rồi. Vâng, hai phù phía ngoài. Khó rồi. Vâng, có lẽ lại là 2-0 rồi. Đánh như thế này thì chết. Vâng, Yamato đến từ game thủ Quýt. Rất khỏe. Gần đi tham lai 22 và có lẽ là đi sai thôi. Vâng, IA và Kata giành chiến thắng trước IA và Roman. Không thể hiểu nổi được. Vâng, chiếc voi đúng từ tội đến mức như vậy sao? Hai không cho C5 dành cho cái thủ vâng Quýt và cái thủ Hoàng Mai Nhi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo trong C đấu thứ 5 thôi, chung kết đầu tiên dành cho game thủ Gunny với thủ Chipboy.